nhờ thực hiện tốt các giải pháp kích cầu du lịch gắn với xây dựng, quảng bá. Long An đang dần trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch của cả nước với những sản phẩm du lịch đặc trưng. Phấn đấu đến cuối năm 2024, ước đón 1 triệu 600 000 lượt khách du lịch. Với những nỗ lực không ngừng trong truyền thông, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho giao thông du lịch, Kết quả trong 9 tháng năm 2024, số lượt khách du lịch đến Long An ước đạt hơn 1.175.000 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế là 25.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 660 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, đạt 94% kế hoạch. Đến cuối năm nay, Long An đặt mục tiêu ước đón 1.600.000 lượt khách du lịch, tăng 59% so với năm 2023. Trong đó khách quốc tế là 40.000 lượt tăng gấp 2 lần so với năm 2023. Ước doanh thu đạt 860 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2023. Để thực hiện được mục tiêu này, ngành du lịch Long An cần nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn, tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Đặc biệt, Long An cần chuẩn bị chú đáo cho tuần lễ văn hóa thể thao du lịch lần thứ hai diễn ra vào cuối năm. Đây là tiền đề để du lịch Long An bứt phá mạnh mẽ, đạt và vượt kỳ vọng đề ra.